Hôm nay bạn đến chơi với chương trình cùng với ai? Hôm nay người đồng hành của em sẽ là chồng của em. Chồng của em? Vâng, tại sao phải nghĩ một lúc mới ra chữ chồng của em? Em cũng không biết là phải gọi như nào, là bạn đời, bạn bè, anh em. Nhưng mà thôi, cứ gọi là chồng. Chồng, vâng. Em ít gọi là chồng lắm. Ít gọi là chồng lắm. Em toàn gọi là bạn ơi thôi. Ở nhà gọi là bạn ơi, thế hai bạn là bằng tuổi hay nào? Chồng em hơn em 4 tuổi ạ. Hơn em 4 tuổi mà vẫn gọi là bạn ơi. Vâng ạ, hai vợ chồng em gọi lại là bạn gì? Cũng gọi là bạn ơi. Cũng gọi là bạn ơi. À vâng. Thế bạn ơi của bạn tên là gì ạ? Bạn ơi của em lại trùng tên với anh, là tên là Dũng. Tên là Dũng. Vâng, bạn nói trùng tên với tôi lại phải nghĩ xem tôi tên là gì. Vâng. Xin chào bạn Dũng ạ. Em xin chào anh Xoay và cũng như xin được gửi lời chào đến tất cả các vị khán giả trong trường quay cũng như đang xem chương trình qua truyền hình. Em là Trần Anh Dũng, năm nay 31 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Vâng. Bạn Dũng đang làm việc trong lĩnh vực gì ạ? Em đang làm kế toán ạ. Kế toán. À, đàn ông mà làm kế toán là cũng khá là chắc chắn đấy. Ở nhà là mình là ai quản lý về vấn đề tiền nong chi tiêu? Ở nhà thì vợ em cũng không quản chặt lắm đâu anh ạ. Cũng không quản chặt lắm. Vâng. Mình vẫn có chỗ này chỗ kia được. Vẫn chỗ này chỗ kia được. Vâng, tôi biết là các bạn kiểu gì, nhất là bạn lại có chuyên môn về cái ngành kế toán, thì tôi nghĩ là cái việc mà bạn lập nhiều các mục khác với nhau là nó cũng dễ thôi. Hiện nay ngoài về công việc ra thì bạn có những đam mê gì khác không? Ngoài công việc thì em có đam mê theo dõi thể thao và các chương trình truyền hình trên đài truyền hình VTV. Vâng, các bạn là đúng là một gia đình kiểu mẫu của truyền hình đấy. Ví dụ như chúng tôi tính là một cái TV được bật lên ấy, thì chúng tôi tính là trung bình có khoảng 3 người xem trên một đầu TV. Nên là nhà bạn là đầy đủ luôn, là cả chồng, cả vợ, cả con là đều ngồi xem chương trình TV. Coi như là vừa đúng chuẩn luôn. Lát nữa bạn sẽ là người hỗ trợ cho vợ mình. Khi nào mà vợ của bạn cần đến thì xin mời bạn xuống đây. Nào, hai vợ chồng bàn bạc thoải mái đi. Tàu du lịch thì thường là nó sẽ chỉ đi một cái quãng đường, nó sẽ không quá xa để cho cái hành trình nó vừa đủ một cái khoảng thời gian để mọi người trải nghiệm. Nên là anh nghĩ là... Thế là đi cho khách đi du lịch ở trên tàu ấy đi... Ừ, tức là họ sẽ đi giống như đợt vừa rồi là mình có cái tàu mà đi từ Long Biên đến Gia Lâm, xong rồi cái quãng ngắn. Xong trên đấy người ta sẽ giới thiệu về những cái thông tin mà liên quan đến cái chặng đấy. Thì anh sẽ nghĩ đáp án là A là Đà Nẵng thôi. Mọi ý kiến trong cuộc sống của em thì đều được chồng tư vấn. Đều được chồng tư vấn. Chồng đưa ra lời khuyên. Vâng. Em sẽ chọn theo gọi là lời khuyên của chồng mình. Lời khuyên của chồng. Đáp án A, Đà Nẵng. A, Đà Nẵng. Nào, xem có đưa nhau về không, cầm tay chắc thế kia đi. Tôi cũng hơi lo. Vâng. Đây là tóm sẵn thì không cho chạy đấy ạ. Không cho chạy. Nếu đúng mà sai cái nó bị bắt đền rồi đấy. Vâng. Bắt đền thì bạn sẽ không nhiều tiền lắm đâu, cũng chỉ có độ khoảng 8 triệu thôi. Đâu anh, đây là 4 đó chứ. 8 triệu, vẫn nên tính là 8 triệu. Và bạn sẽ không phải bắt đền vì phương án A là phương án chính xác. Chúc mừng bạn. Cố lên. Cảm ơn Dũng. Em có thể trở lại khán đài.